Xe bãi lướt, xe đạp Hùng Hằng xin được kính chào cô chú anh chị và các bạn nhé. Xe bãi lướt, xe đạp Hùng Hằng nhà em hôm nay lại về được 6 thùng xe Nhật ạ, và rất là nhiều đồ phụ kiện. Nhưng mà chắc là có lẽ hôm nay em chỉ xin phép là quay khui thùng xe Nhật thôi, còn đâu phụ kiện thì em để em xin phép quay sau nhé, tại vì em sợ video là dài quá. Đây, đây là con đầu tiên ạ. Vành DT Swift rồi. DT Swift 460. Đây là xe gì đây? Vành bánh cam nam rất là đẹp nhỉ. Đây, đùm này. Đùm là đùm axit các bác nhỉ. Đùm axit. Đùm axit vành DT Swift. Vành bánh cam nan đẹp nhỉ, vành này má vành trắng lõn luôn. Rất là đẹp, lốp là lốp của Ben Soli rồi các bạn. Lốp Ben Soli này. S cuộc, Ben Soli rồi, S cuộc. Xem. Lốp 724 nha các bạn nhé. Ben Soli S cuộc 724, vành DT Swift 460 này. Con đầu tiên. À con này là con Ben Soli Tacmac SL5 rồi các bạn. Tacmac SL5. Carbon phát 10R, un 8.000 này. Un 6.800. Cái núm này là rơi này. À không phải cái ốc, cái là ốc cổng yên. SL5 thì nó sẽ bắt ở đấy, còn SL4 thì nó sẽ bắt cổng yên trên. À. Đây điểm này là điểm bắt cái ốc cổng yên. À, chứng chỉ oxy dập tiền trên chìm trên khung. Tacmac SL5 Ben Soli, xe đẹp nha các bác nhá. Màu đen. Nước sơn hơi nhám một chút nha. Un 6800 này các bác nhìn này, tay phanh tay đề của nó còn vẫn còn giấy bóng này, còn chưa bóc siêu này các bác. Xe chưa bóc siêu luôn. Này, tay phanh tay đề đủ vật chưa. Này, hai bên này, chưa bóc cả giấy bóng luôn này, chưa bóc siêu luôn. Xe đẹp, leng keng. Cái đồng hồ công tơ mét này cũng của Ben Soli luôn này. Không biết là nó còn hoạt động không? Bàn đạp tham, tham của Pháp này, ui nhìn này, pedal này, tham của Pháp. DT Swift cối lổ bạc đạn các bác nhé, tiếng cối lổ nhẹ. Un 6800 này. Vành DT số cái đùm là đùm axit các bác nhá. Chạy cối lổ bạc đạn. Đẹp leng keng nha, chưa thấy vết xước nào luôn. Như mới. Này. Đây các bác. Đây nó chỉ có những cái vết ra bụi này. Bụi này. Tem chữ Made in Taiwan này. Chưa một vết xước nha. Như mới. Tacmac SL5. Đồ bộ chuyển động là un 6800, bàn đạp tham của Pháp, bàn đạp tham các bạn, bàn đạp cá, bàn đạp tham của Pháp. Xịt lại. Đây nha, em sẽ đo thông số nha. 4,5. Từ tâm của BB đến mặt dòng ngang là 4,5 nha. Dòng ngang là 51 nha các bác nhá. Ủa, con này size đẹp này, size phù hợp với người Việt này, từ mét 62 trở lên nha, 62 đến mét 72. Xe rất là đẹp nha, chưa một vết xước luôn. Đây, tem Taiwan này, tem Taiwan cả ở trên này này, trên này này.
càng có chứng chỉ ISO này, có cả mã check code QR này các bác này. Nói chung là con này là tem mác vẫn còn đầy đủ. Tacmac L5. À, xe thì đẹp như mới, chưa một vết chầy nào nha. Em chưa nhìn thấy vết chầy nào đâu, đấy, kể cả cái giò đĩa này, răng các cái răng đĩa còn đen nháy luôn này. Đây cọc yên là cọc yên carbon nha các bác nhỉ. Cọc yên carbon chính hãng của Benso Line. Yên cũng là yên Benso Line nha, yên rất là đẹp luôn này. Benso Line Tacmac L5. Vành DT Swift đùm axit bạc đạn cuối lỗ. Xe đẹp mà mới leng keng, nói chung là chưa một vết chảy. Phù hợp với lại cả chiều cao từ 1m62-63 đến 1m72-73 các bác nhé. Đi là đẹp. Xe rất là đẹp luôn. Giá trên 40 triệu nhé. Trên 40 các bạn. Trên 40 triệu. Con đầu tiên này. Trên 40 triệu không hoa nhỏ thôi. 40 triệu nhỉnh 40 triệu chút xíu nha các bác nhé. Nó chỉ trên 40 triệu một chút thôi. Xe thì như mới, chưa một vết mũi đốt. Con đầu tiên ạ, đây con thứ hai. Vành BNC các bạn, vành nhôm BNC căm căm dẹp rồi. À, căm tròn các bạn, căm tròn. Căm này căm đi đôi, vành BNC này. Ôi dồi ôi, vành như mới luôn này. Ôi các bác nhìn này. Những cái rãnh này, cái rãnh vành này nó còn sâu, nó còn sắc lét như thế này. Vành này vành như mới, xe này như rất là mới nha các bác nhé, cực kỳ mới luôn này. Căm là căm đi đôi này. Căm đi đôi. À con này là con BNC mua trưng bày rồi các bạn. Con này là xe mới nguyên, chưa sử dụng này này. Đúng rồi. Carbon này. Carbon nhưng mà đồ là đồ soda đây này, đùm soda này các bạn này. Con này là mua trưng bày xe mới đét nha, đây líp này. Líp mới tinh tình đây này. À, con này là 9 líp các bác nhé. Vành bánh căm nan hợp nào bảo sao mà lại mới thế này thì là xe người ta chưa sử dụng trưng bày các bạn. Lốp Victoria 725 này. Mới nguyên, chưa sử dụng. 9 líp Shimano. Ô, con này màu rất là đẹp lạ này các bác ơi. BNC màu xám. BNC màu xám phối với lại cả màu đỏ nhá, cả màu đen nữa. Ui, rất là đẹp. Con xe này là hàng trưng bày. Hàng trưng bày thì nó là hàng mới nguyên rồi, mới đét rồi, nó chỉ thiếu mỗi cái hộp rồi, khỏi phải nói nhiều về. Đây giấy chuyển nhượng của nó đây. Này. Bộ chuyển động là soda. Từ đùm cũng soda. Tôi cảm ơn anh chút nhé. Nhà em hôm nay hàng về này. Đấy, hàng về. Thanh niên giao hàng đang bảo phải đợi. Anh ơi, anh sang uống nước đi, bật quạt lên. Xe này mới đét đèn đẹp nha các bác nhỉ, tem mác còn đầy đủ này, tem made in Taiwan này, tem đây con này là mã số này, mã check code QR này. Khung sườn carbon này, dây âm sườn nha các bác nhé. Group thì là Shimano Soda này, hai đĩa 9 lít này. Bác nào mà thích cái khung sườn này mà nâng cấp lên đổi sang bộ group khác em sẽ nâng cấp nha. 44 đến mặt tấm ngang, đến khóa cốt yên là 47. Từ tâm BB. Từ tâm BB đến mặt dòng ngang là 44 đến khóa cốt yên là 47. 50,5.
dòng ngang của nó là 50,5, nói chung là các bác cứ từ độ mét 61, 62 đấy, từ mét 61 trở lên đi là đẹp nha. Mới cái răng đĩa này người ta gọi gần như là kiểu đi thử. Xe này là gần xe trưng bày người ta để cho trải nghiệm ấy các bác, để trải nghiệm ấy ở cửa hàng xong rồi người ta thanh lý. Đây khung này là khung đời cao, dây đi âm sườn nhé, có lỗ chờ để đi group điện nhé. Nếu như các bác nào mà thích nâng cấp lên cái bộ chuyển động của nó cao cấp hơn thì em sẽ nâng cấp nha. Em sẽ nâng cấp về. Còn cứ như này nó tầm giá khoảng 20 triệu. Cứ như thế này thì nó chỉ hơn 20 triệu thôi, còn nâng cấp lên thì các bác sẽ bù tiền cho em thì lúc bấy sẽ tính sau. Đây chứng chỉ oxy của nó này, dập chìm trên khung luôn này. Màu rất là đẹp nha, Bianchi màu này thì là màu hiếm. Khung sườn carbon, dây đi âm sườn. Bộ group của nó là Shimano Sora 9 clip 2 đĩa nha. Xe thì mới. Gọi là xe là người ta chỉ để trưng bày ở cửa hàng để cho khách trải nghiệm thôi, đi trải nghiệm, đạp trải nghiệm đấy nhá. Nếu như mà cứ như thế, cứ bộ chuyển động Soda ấy thì nó chỉ hơn 20 triệu thôi ạ. Còn đâu nếu như đấy, nguyên như thế này thì chắc là nó tầm độ khoảng 24 triệu, khoảng đấy. Còn đâu nếu như mà các bác thích nâng cấp lên thì em sẽ nâng cấp lên bộ chuyển động cao cấp hơn thì là các bác sẽ thêm tiền. Con này là con Bilazello các bác ạ. Đây, Bilazello dòng này là dòng gan nha các bác nhé. Bộ chuyển động là 105.500, 2 đĩa 11 lít này. Vành của nó là vành Campagnolo Zonda nha. Vành này là chạy bằng đạn cối lổ rồi. Đây cái tem cái vành này nó có bị xước cái tem một tí xíu này. Cái tem giấy này, bị xước cái chỗ cái tem giấy một tí này. Lốp lát là lốp của con lốp này là lốp Victoria Cosa này. Con lốp này rất là đắt tiền này này. Rất là bền và đắt tiền. Victoria Cosa nhé. Cặp lốp này của nó rất đắt tiền này. Đây con này là con Bilazello nha các bác nhỉ. Bilazello dòng gan. Đây những cái chỗ này là bẩn thôi nha các bác nhé. Bẩn đấy. Vậy em vệ sinh đi là sẽ đẹp. Vành Campagnolo Zonda nhé, bộ chuyển động 105.500, chạy bạc đạn cối lủng. Tay phanh tay đề, nói chung là còn đẹp nha các bác nhé, chỉ gọi là xước lăm răm tí tẹo nó không đáng kể. Khóa cốt yên là 50. Đo từ tâm của BB đến khóa cốt yên 50 nha, dòng ngang. 50. Từ mét 62 đổ lên các bác nhé. Dòng ngang, dòng đứng 50. Ok. Chưa đến 30 triệu các bạn. Bilazello. Khung sườn carbon, dây đi âm sườn. Chuyển động 105.500, 2 đĩa 11 lít các bác nhé. Vành Campagnolo Zonda nhé. Chưa đến 30 triệu. Con này là con check Madon 4.5 các bạn. 105.500, 2 đĩa 10 lít này. Madon 4.5 con này nha, vừa có giá trị sử dụng này, vừa có giá trị siêu tầm rất là cao đấy, kiếm được nghĩa này. Con check 4.5 tầm này thì vành Bon Charger căm dẹp nha các bác nhá, chạy bạc đạn rồi, con này chạy bạc đạn rồi.
màu đẹp. Ôi cái màu này rất là hiếm này, màu này bây giờ không có đâu nhé. Vành bon chago này, bon chago căm dẹp, vành bánh căm lan đẹp các bác nha. Bon chago vành trắng này, lốp lốp bon chago này, lốp lốp còn rất đẹp, thông số 725C, lốp còn rất đẹp nha. Còn màu này á, bây giờ không có màu này đâu các bác nha. Bây giờ đố tìm được cái con trách nào màu này này. Đời trách 4.5 rất là khó tìm bây giờ. Vừa có giá trị sử dụng, vừa có giá trị sưu tầm rất cao nha các bác nha. Màu xanh trắng, xanh phối với màu trắng. Có điểm 1055.600 màu trắng bạc này rất là đẹp này. Những các cái con xe mà sử dụng cái bộ group màu trắng bạc này cực kỳ đẹp. Chỗ này là vết bẩn này, chỗ này là người ta đeo cái cảm biến chân này. Đây toàn bộ là vết bẩn hết nhé, vết dầu. Rất là đẹp. Lốp bon chago, lốp lát rất đẹp. Tâm BB để mặt sóng ngang là 45 các bác nha. 50. Dòng ngang là 51 rưỡi, còn đâu dòng đứng nó từ tâm BB để mặt dòng ngang là 45, đo lên đến điểm khóa cốt yên nó khoảng độ 48 1m63 đổ lên các bác nhé. Anh lật cái mặt kia lên đây, em quay cái đấy, phần tay đề tay phanh cho cả... tay phanh tay đề đẹp nha, nó chỉ bị téo tiện rồi teo không đáng kể các bác nhé, gọi là xước xước một téo tiện rồi teo thôi. Dây quấn vẫn xịn nguyên bản nhé. Màu tông sẹt tông với màu của xe này. Vành bon chago bạc đạn nha. Xe rất là đẹp này. Líp liếc này. Đây anh này. Này các bác nhìn này. Líp liếc này. Cực kỳ đẹp nha. Này líp này, xích này. Rất là đẹp nha. Xe cực kỳ đẹp luôn này. 1055.600. Đây là nó chỉ là vết bẩn đấy nha. Còn nó xe này rất là đẹp. Cọc yên carbon của bon chago nha. Cọc yên carbon. Yên này, yên bon chago nha. Yên cũng còn ngon nha các bác nhé. Nó chỉ hơi bị ngả màu chút thôi, còn đâu vẫn còn ngon, xung quanh không hề bị chảy xước sờn rách gì đâu. Đây là bẩn thôi. Đây là chỗ này á. À ở chỗ này đây, nó chỉ hơi bị gọi là hơi sờn sờn thôi các bạn. Hơi sờn sờn một chút xíu. Với lại cả vết bẩn. 4 con rồi. Anh kéo lui ra đấy một chút xíu cho đứng cho nó quay cho nó dễ. Rồi. Con này là con xeo rồi các bạn. Con Feo này là Feo F95 bản của bản ten rồi. Con này Feo F95 bản tin rồi nha các bác nha. À, group của nó là Tiagra 4.500, 2 đĩa 9 lít. Tiagra 4.500, 2 đĩa 9 lít này. Bản này là bản tin này. Vành Alex Zim này các bác ơi. Vành Alex Zim nhé. À... đùm là đùm Feo chính hãng luôn này, đùm chính hãng của Feo này. Lốp Baraja sơ của Nhật này. Lốp lát còn ngon này, đẹp này. Vành Alexim căm là căm lốc nha các bác nha. Rất là đẹp. Feo. Khung sườn carbon các bác nhé. À đâu, khung nhôm càng carbon, khung nhôm càng carbon. Màu chủ đạo là màu đen. Xe nhìn qua là thấy là đẹp rồi đây này. Nhìn này, giò đĩa Tiagra màu trắng bạc, bóng lộn này các bạn này. Cùi đề này. Cùi đề này. Đây càng carbon này, lộ vân carbon này. Khung nhôm. Con này cái khung sườn con Feo này rất là thanh thoát này. Nhìn này các bác nhìn này.
ngàm phanh sau là Tiagra màu trắng bạc. Các bác thấy những các cái bộ group màu trắng bạc là có đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. Này, tay phanh tay đề này. Tay phanh tay đề này. Rất là đẹp nha các bác nhé. Hơi chảy một chút xíu, tí tẹo tẹo teo không đáng kể. Bên này thì không bị chảy. Này, cái ngàm phanh trước của nó này màu trắng bạc này. Nghĩa cái bộ cờ đúc màu trắng bạc này cực kỳ bền các bạn. Rất là bền. Vẫn còn tem Taiwan nha. Con này được sản xuất tại Đài Loan này. Giò đĩa đẹp. Có tiếng cối nhẹ nhẹ, tách tách. Sơn chưa thấy vết xước. Chưa thấy một vết muối đốt nào nha các bác nha. Đây là cái này là vết bẩn đây này. Đấy. Con này đến mặt giống ngang là 44, khóa Phú Yên là 46. Tài bé. Từ tâm BB đến mặt giống ngang 44 đến khóa cốt cốt yên 46 các bác nha. Giống ngang của nó sẽ là giống ngang 50,5. Các bác cứ mét 60 đổ lên nha các bác nha. Các bác mét 60 đổ lên đi sẽ đẹp. Xe rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Xe này kiểu như là người ta mua về người ta không có dùng đến hay sao ấy các bác. Em nhìn nó rất là đẹp, rất là mới. Em chưa thấy vết xước vào luôn này. Yên cũng chính hãng của Fell này. Nó chỉ hơi bị mờ mờ một chút thôi. Hơi mờ mờ một chút cái phần màu đen này. Còn đâu là yên thì vẫn còn ngon này. Xung quanh không hề bị sờn rách hay là chảy xước gì đâu nha các bác nhé. Cọc yên Fell, cọc yên nhôm của Fell. Này giá hợp lý thôi các bạn, nó chỉ khoảng tầm 13 triệu rưỡi. Ủa. 13 triệu rưỡi. Bác nào lấy con này chốt luôn cho em, 13 triệu rưỡi, bằng con xe bãi cỏ, hàng vỡ vẩn. 13 triệu 500 một con xe lướt, xe Nhật đi theo đường bay về các bác nhà hàng sách tay. 13 triệu 500, bác nào một chiều cao phù hợp, một kinh tế phù hợp thì đang tìm một con xe có mức giá bình dân để chạy, để thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe thì các bác chốt ngay con này cho em từ 1m60 đến 1m70 đi đẹp. Xe chưa thấy vết xước nào luôn ấy. Đây con cuối cùng, con thứ 6, con này là con tay ngang các bác ạ. Con này là con Tu Linh. Check FX3, con này check FX3 rồi. À, 3 đĩa 9 lít rồi các bạn. 3 đĩa 9 lít nha, check FX3 nha. Ủa, lốp con Charger này. Lốp này còn rất là đẹp nhé. Ủa, lốp này rất là xịn. Con lốp này sờ vào là thấy mát tay rồi này các bác. Vành bon Charger này. Vành bánh cam lan lốp lát đẹp các bác nha. Vành bánh cam lan lốp lát là còn đẹp này. Lốp bon Charger. Con này là màu trắng các bác ạ, màu trắng phối với màu đen, màu trắng sứ, dây đi âm sườn. Khung thì là khung nhôm rồi, check FX3. Đấy, những cái vết bẩn đó. Khung nhôm càng carbon các bác nhỉ. Các bác cứ để ý cái càng có khung nhôm ở dưới này là chắc chắn xe rất là đẹp ấy các bác này, check FX3, dây đi âm sườn, khung nhôm càng carbon này. Ủa rồi, bộ giò đĩa này đẹp nhỉ, 3 đĩa 9 lít, giò đĩa của FSA, hơi bị xước răm một tí cái giò đĩa. Cái này đánh gala thì nó sẽ đỡ thôi. Cái vết xước này không hết rồi, đỡ. Nói chung là không đáng kể các bạn. Xe cực kỳ đẹp, là nhìn cái giò đĩa của nó rất là chất lượng, uy tín đó.
FSA. Này bộ giò đĩa vẫn còn cả nguyên tem mác này. Có cả mã check code QR này. Xích này thì như mới luôn, xích KMC như mới luôn này các bạn này. Con này chắc là có tí cái xước xước ở cái càng sau này. Nó có xước răm ở càng sau. Ôi dồi ôi, đầu này. Đầu ghi đông đẹp mà leng keng như nhìn này các bạn này. Như mới này. Đôi tay lắm của Bon Charger này. Như mới luôn này. Ghi đông. Yên Bon Charger, con yên này ngồi cực kỳ thoải mái nhé, êm nhé. Yên Bon Charger, cổng yên Bon Charger, size con này nhỏ lắm. 5 BB để mặt dòng ngang là 34, đến khóa cốt yên là 38. Bác nào có chiều cao khiêm tốn hay là các bác lữ? À, dòng ngang là 55. À, dòng ngang là 52, thế thì các bác chỉ nhỉnh 1m50 thôi là đi được rồi nhé. Con này size cực kỳ nhỏ, là bác nào là nữ này hay là các bác có chiều cao khiêm tốn, khiêm tốn này. Em chốt tầm giá 9,5 triệu. Ui, em mua được rẻ em bán thử. Giá giật mình đấy, chưa đến 10 triệu các bác ơi. Chốt khẩn trương hộ em con này cái 9,5 triệu này. Xe khung nhôm càng carbon, dây đi âm sườn 3 đĩa 9 lít. Xe lướt về theo đường bay. Đây có giấy, con này lại còn có cả giấy chuyển nhựa. Chưa đến 10 triệu, 9,5 triệu. Chốt ngay khẩn trương hộ em cái nhá. Cứ từ tầm độ khoảng nghìn 1m50 là đi được rồi, 1m52. 1m52 đến 1m65 đổ lại là đi là ok đẹp. Ở nhà em hôm nay về được 6 thùng thì em quay khui thùng nha các bác nha. Còn phụ kiện thì thôi để em mai em quay cái phụ kiện sau vậy. Tại vì hôm nay em quay khui thùng xong xong rồi em còn về em nhập hàng cho thanh niên nhập hàng đang đợi các bác nhé. Bây giờ em xin cảm ơn các bác, chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.